Chúng ta cùng đến với trận đấu đầu tiên của C4 thôi. Và trận đấu thứ ba thì thôi bỏ qua. 21 với C, chúng ta vẫn đang dẫn trước không sao cả. Đây là Parmiran dành cho game thủ chim sẻ và Hưng Nhổn là người được cầm Baby. Trong khi đó bên phía đội bạn, Quýt là người được cầm Sumerian. AC Summer đối đầu với Pan Babylon. Quân được đánh giá là cân trong trận đấu này. Và chúng ta hãy cùng đến với màn hình máy của game thủ chim sẻ nắng. Pan gỗ đầu khá gần. Hãy cùng xem là sẻ đánh trận này như thế nào. Lạc đá Pan thì có lẽ rằng nó sẽ tuyển hơn so với cùng đời AC Ian một chút. Quân cân thôi. Nhưng mà đánh lâu dài thì khi mà AC Ian tụ vào được thì cũng khá bản căng. Chúng ta cũng có cung, mặc dù cung của Hưng Nhổn thì không phải một loại cung tuyển. Tất nhiên với Sumo AC thì Quýt là người đánh chém và với lớp là người đánh cung R rồi. Còn cánh bên này chúng ta cũng sẽ có được một cái lối đánh tương tự, đó là chim sẻ nắng là người vâng sẽ là người đánh chém với bài cập pan, đánh 5C hay chạm 3 với C vậy bình luận viên. Cái này thì em cũng không rõ lắm. Cá nhân em thì em đánh giá là chạm, thực ra thì đánh với anh lớp với kinh nghiệm bình luận rất nhiều năm, khi mà đánh với anh lớp thì cả anh thua 3C vẫn không cho nghỉ đâu. Đánh với bên lớp thì anh em cứ yên tâm, khả năng ngày hôm nay sẽ đánh 5C rất cao. Nó tùy vào thời lượng của kèo đấu này nó diễn ra như thế nào. Bởi vì 7 giờ chúng ta còn có một kèo đấu khác của game thủ chim sẻ nắng, đó là sẻ he đối đầu với Xiang Long và game thủ Tiểu Thủy Ngư. Xiang Long chỉ nữa thì Xiang Long Tiểu Thủy Ngư gì đó. Tức là 7 giờ sẽ có một cái kèo nữa, Xiang Long Tiểu Thủy Ngư chim sẻ he. Kèo khoai thế hả rồi. Và chúng ta cùng quay trở lại với máy của những thành viên bên phía team AOE Liên Quân chim sẻ nắng và Gandhi và Hưng Nhổn thôi. Chào tất cả anh em nhá. Phải copy bình luận không vậy? Chào tất cả mọi người. Em là Kami đây. Hello anh em. Màn máy của sẻ nào. Có người comment là vẫn buồn cười ông Cam Quýt sang ăn quả đầu Gani tình nghĩa anh em VL. Chúng ta cùng quay trở lại với màn hình máy của Hưng Nhổn. Xin lỗi anh em, đây là máy của sẻ, như vậy là bãi quả có rồi. Bài đấu giò cũng là khá rộng dành cho chim sẻ nắng trong trận đấu này, mặc dù đây vẫn là một bài đấu kích ở trong đầu 7, kích 2. Kích được đầu 7 không? Như vậy là sang 8 mất rồi. 804 với 18 nông dân Pan, còn đây là máy của Hưng Nhổn. 26 chứ 28. Bài đấu đánh cung, nhưng tất nhiên rằng ở trong trận đấu này thì cung của Hưng Nhổn sẽ có vai trò chủ đạo, đó là đi bắn phù và bắn những cơ sở bo nhỏ của đối phương thôi. Còn đơn vị quân chính của chúng ta đó chính là lạc đà Parmiran trong tay của game thủ chim sẻ. Như vậy là BB đã có rồi, bài của sẻ là một bài khung có vàng trong dành cho sẻ ở trong trận đấu này. Bài đấu của sẻ là bài có thể khung và ra được 2 lần đều. BL dành cho sẻ BM. Ôi trời ơi, đóng thế này thì bao giờ mới lên được đời. Như vậy cũng không sớm lắm dành cho chim sẻ nắng. Lớp đang điểm số rất cao. Ôi, thôi cũng được.
14-1 dành cho Rẻ với 18 nông dân Pan. Không sớm. Và với một chỉ số FD như này thì tôi đánh giá là không sớm một chút nào cả. Rẻ đang cố gắng khung nhà để có thể ra được hai lần đều trong trận này. Đàn đá Pan sẽ đóng vai trò chủ đạo, còn phía bên kia đó sẽ là cùng AC Iran trong tay của cầu thủ Cam Quýt. Hy vọng rằng Gani hy vọng rằng trong trận đấu này cũng có thể sóc được nhiều cung đờ. Bài của Hưng Nhổn nhìn có vẻ như cũng không khỏe lắm. Ăn hết đồ ăn hoang rồi, nhưng Hưng Nhổn mới có được đủ lượng thực để có thể kích được bánh xe thôi, tức là phải vẽ ruộng ra. Tạm thời ở nhà sẽ chưa bó bế được gì cả. Bắt buộc phải ra ruộng trong trận này thì mới có lực thi đấu. Đánh phải đánh thế này thôi, không có cách nào khác. Rất may mắn rằng con ngựa giò trong tay của V-Lớp vâng, xin lỗi anh em, mà rất may mắn rằng con ngựa giò của Cam Quýt chọc sang nhà của chim sẻ. Chứ nếu như con ngựa giò của Cam Quýt mà chọc sang nhà của Hưng Nhổn thì e rằng Hưng Nhổn sẽ tương đối khó thở trong trận này. Vì bài Hưng Nhổn vốn không phải là một bài khỏe. Hai lần đều dành cho chia sẻ nắng ở trong trận đấu đầu tiên, chém chiếc công tê của đội bạn đi. Và sau đó tạt sang nhà của bên lớp một tuần. Nếu như có thể ăn được nhiều dân của người cầm AC Dan thì sẽ là tươi. Và chém luôn AC Dan cũng được. Nhà của AC Dan vẫn đang chưa hề bò bế gì cả, và vẫn đang dân vẫn đang chưa bánh xe. Lớp vẫn đang cố gắng để có thể bò bãi ruộng nhà mình. Pha vẽ cũng tương đối nhanh tay tới từ phía lớp. Thắm lại là 22-48 ở nhà sẻ đang có biến. Thôi dân. Dân thì ra ruộng hết thôi. Lượng gỗ thì ra cũng chỉ cần để đóng E thôi. Lớp đang về E, rất nhiều E. Không được. Rồi những tình huống về E của lớp cũng là rất ghê. Các bạn thấy đấy, không hề đơn giản tới anh lớp một chút nào cả. Một bài đấu 2L đều dành cho Sẻ. Trong trận đấu này Sẻ tạm thời không lên bánh xe vô. Đây là một trận đấu mà Sẻ không được lên bánh xe mà phải hai lần chân lực trong trận này. Để vì nhà đã khung rồi, để có thể đi được cung đờ Asirian của V-Lớp. Không được để lớp được tụ được cung đờ. Trong khi đó đây là máy của Hưng Nhổn. Tham lai là 35-76, rất tốt dành cho Hưng Nhổn trong trận này. Số lượng cung đờ của Hưng Nhổn cần phải tụ vào, và cần phải có được một lượng tụ vào đã. Thực ra cũng không cần phải đi đấu vội, khi mà cánh bên kia Sẻ sẽ đi lớp yếu hơn so với Gunny. Cố lên, thăm lại là 21 dành cho game thủ chim sẻ nắng, và vẫn đang 2L vắt đều, phải vắt thật siêu đều trong trận này. Tạm thời nhà của Sẻ sẽ không bị đục vào quá nhiều, khi mà Cam Quýt cũng đang chơi vào nhà của Gunny. Sửa với cả chúng tôi này. Vâng, có thể chơi luôn. Số lượng lạc đà của Sẻ sẽ giúp cho Sẻ có thể chơi được tân cung đờ này của V-Lớp. Này thì lớp với cả chúng tôi này, lạc đà Pan sẽ tuyển hơn so với cung đờ gì đã. Chui này. Này thì chui này. Và như vậy là lạc đà có không có giáp. Nhưng Sẻ nói rằng vâng tích thì bú luôn. V-Lớp đang làm cái gì này, tuyệt vời. Một tình huống mang nông dân ra lập lô chờ mãi tới từ V-Lớp và chết cực kỳ nhiều dân trên V-Lớp. Vâng, hết sạch dân luôn. Lớp không chạy dần, vâng giờ lớp cực kỳ ổ báo trong tình huống này, mà lớp phải trả giá một cái giá cực đắt. Một bài đấu mà lớp được siêu yếu rồi. Trong khi đó đây là máy của Hưng Nhổn, tham lai là 36-60. Tham lai thế này là chắc chắn Hưng Nhổn khỏe hơn so với lớp là rất nhiều rồi. Lớp tham lai chắc có lẽ là chỉ 1x thôi. Chắc chỉ là 1x sau tình huống vừa rồi thôi. Chết cực kỳ nhiều dần, vâng tôi cứ tưởng anh chạy được, anh quay lại chơi thì ưng rồi. Yếu lắm về lớp ơi. Vâng, tỷ số là 1-0 trong trận đấu thứ tư dành cho cặp đôi Liên Quân Chim Sẻ và Gunny.